Chỉ cần ngủ theo cách này giúp bạn sống thọ thêm 20 năm, rất ít người biết. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo. Kỳ thực giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vậy khi ngủ bạn thường chọn tư thế như thế nào ạ? Nằm thẳng, úp sấp, nghiêng hông hay cuộn tròn như tư thế thai nhi? Có lẽ mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một tư thế ngủ riêng, thoải mái nhất và dễ chịu nhất đúng không nào? Liệu bạn đã bao giờ tự hỏi tư thế ngủ nào vừa giúp bạn có giấc ngủ ngon, vừa giúp kéo dài tuổi thọ hay chưa? Vậy thì để An Tâm Sống Khỏe bật mí cho các bạn biết nhé. Đó chính là tư thế nằm ngủ nghiêng về bên trái. Các bạn có biết vì sao không? Theo các chuyên gia, tư thế này giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp gan thận và các cơ quan nội tạng khác khỏe mạnh bất ngờ. Đặc biệt từ trẻ nhỏ đến người già đều nhận được những lợi ích tuyệt vời mà tư thế này mang lại cho cơ thể. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video sau đây. Theo các chuyên gia, nằm nghiêng bên trái trong khi ngủ có nhiều lợi ích lên sức khỏe của con người trên phương diện tổng quan, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan trên cơ thể. Một số lợi ích của tư thế nằm nghiêng bên trái bao gồm: thứ nhất, giúp hệ tuần hoàn. Tim nằm bên trong lồng ngực với tư thế lệch sang trái khoảng 45 độ. Tim là cơ quan phải làm việc liên tục, không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của mỗi người. Khả năng co bóp và tống máu đi nuôi cơ thể của tim chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến từ thói quen sinh hoạt, vì thế luôn cần duy trì những việc làm hỗ trợ cho hoạt động của tim. Việc nằm ngủ nghiêng bên trái có tác dụng giảm thiểu áp lực của hệ thống tuần hoàn ngoại biên lên tim, từ đó việc bơm máu đi nuôi các cơ quan khác nhau trong cơ thể của tim được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Vì thế nằm nghiêng bên trái khi đi ngủ có tác dụng hỗ trợ tim, đặc biệt là ở những người có sẵn các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, nằm nghiêng bên trái còn có tác dụng cải thiện lưu thông hệ thống mạch bạch huyết trong cơ thể. Dịch bạch huyết là một chất lỏng có mặt ở khắp các cơ quan trong cơ thể, đóng vai trò miễn dịch nhờ vào khả năng đào thải các chất có hại trong cơ thể. Tắc nghẽn hệ bạch huyết là một trong những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người. Thứ hai, giảm ngáy khi ngủ. Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bản thân mà còn gây phiền toái cho những người xung quanh. Tập ngủ ở tư thế nằm nghiêng bên trái là một trong những biện pháp để làm giảm nhẹ triệu chứng ngáy. Ngủ ngửa là tư thế tồi tệ nhất cho những người mắc phải chứng ngủ ngáy, vì ở tư thế này, lưỡi có xu hướng tụt về phía sau vùng họng, chèn ép vào đường thở và cơ chế hình thành tiếng ngáy khi ngủ. Nằm nghiêng bên trái khi ngủ là tư thế giúp duy trì lưỡi ở vị trí trung gian, làm thông thoáng đường thở. Thứ ba, giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Thật tệ khi ăn trước khi đi ngủ vì cơ quan tiêu hóa cần quá trình dài để nghỉ ngơi. Nếu nạp năng lượng sẽ làm cơ thể tích mỡ, bạn thấy lời khuyên này có vẻ đúng. Thật ra không hoàn toàn như vậy. Sau khi ăn, quá trình tiêu hóa vẫn sẽ tiếp tục dù cho bạn ngủ hay thức. Đó là lý do nhiều người khuyên kiểu như nên ăn nhẹ trước khi đi ngủ, bởi dạ dày của bạn cần một chút nhiên liệu để tận dụng tối đa quá trình tiêu hóa đó. Vậy thì làm cách nào để hỗ trợ dạ dày trong thời điểm này? Chính là nằm nghiêng bên trái khi ngủ. Dạ dày nằm phía bên trái và trên tuyến tụy. Nếu bạn nằm nghiêng về bên này, thức ăn sẽ đi vào ruột già dễ hơn. Ngoài ra, enzyme tiêu hóa tiết ra từ tuyến tụy cũng được hỗ trợ để thúc đẩy trơn tru quá trình này. Ngoài ra, việc nằm nghiêng bên trái khi ngủ cũng phù hợp với những người mắc bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày tá tràng, vì làm giảm triệu chứng ợ hơi, ợ nóng. Chỗ nối thực quản và dạ dày được giữ ở vị trí cao hơn mức bình thường nên dịch tiêu hóa có tính axit ở dạ dày không có khả năng trào ngược nên các triệu chứng ợ hơi, đau bụng được giảm nhẹ. Thứ tư, ít ợ nóng. Ợ nóng có thể là một tác dụng phụ của việc ăn trước khi đi ngủ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ngủ bên trái có thể làm giảm thiểu chứng ợ nóng khi đi ngủ. Điều này được lý giải rằng điểm nối của dạ dày và thực quản được giữ cao hơn mức axit dạ dày khi nằm nghiêng bên trái, do đó ít gây ra ợ nóng hơn. Thứ năm, có lợi cho phụ nữ mang thai. Trong thai kỳ, tử cung tăng kích thước nên hàng trăm lần và nằm lệch về phía bên phải ổ bụng của người phụ nữ. Vị trí tử cung trong khi mang thai kỳ không thuận lợi cho hoạt động lưu thông máu của cơ thể vì chèn ép vào tĩnh mạch chủ dưới và nhiều cơ quan khác. Trong khi đó, quá trình mang thai làm tăng thể tích tuần hoàn bên trong cơ thể và yêu cầu việc lưu thông máu được đặt ở mức cao hơn. Vì thế, việc nằm nghiêng sang bên trái là động tác giúp đưa tử cung về vị trí trung gian, giảm chèn ép mạch máu và tăng lưu thông tuần hoàn trong cơ thể người mẹ. Tác dụng thứ 6, giúp hệ cơ xương khớp. Bệnh nhân mắc các bệnh lý xương khớp như đau cột sống thắt lưng mãn tính nên nằm nghiêng về bên trái khi ngủ, mặc dù bác sĩ thường khuyên nằm ngửa để giữ trục cột sống được thẳng. Tư thế nằm nghiêng bên trái có vai trò tăng tuần hoàn trong cơ thể, giữ được trục của các vùng đốt sống cổ, ngực, thắt lưng được thẳng. Khi nằm nghiêng bên trái,
chân nên được cập nhẹ vào ngực để duy trì độ cong tự nhiên của cột sống. Cập chân vào ngực quá nhiều sẽ khiến cột sống bị uốn cong quá mức, gây đau cho người bệnh. Tác dụng thứ 7, hỗ trợ hệ thống bạch huyết. Hệ bạch huyết là một mạng lưới các mạch mang chất lỏng trong suốt gọi là bạch huyết. Hệ thống này đóng một vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và việc di chuyển bạch huyết khắp cơ thể. Bạch huyết giúp mang đi các chất độc và chất thải khác, sau đó khi hệ bạch huyết bị tắc nghẽn, sức khỏe của bạn sẽ gặp vấn đề. Bạch huyết thoát sang bên trái thông qua ống lồng ngực, vì thế tư thế ngủ bên trái tạo điều kiện cho trọng lực hỗ trợ chức năng lọc chất thải qua hệ bạch huyết. Giấc ngủ có tác động trực tiếp đến tinh thần và sức khỏe của bạn. Nếu như chúng ta có được một giấc ngủ ngon, bạn sẽ cảm thấy luôn tỉnh táo và thoải mái để hoàn thành công việc của mình vào ngày hôm sau. Thế nhưng nếu bạn có một giấc ngủ không ngon, điều này sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, mất hết sức sống và làm việc cũng khó khăn, không tỉnh táo, tập trung, đúng không nào? Thậm chí còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da bạn. Vậy làm thế nào để chúng ta có một giấc ngủ ngon? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, vận động nhẹ trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, bạn có thể nằm trên giường và thực hiện một số chuyển động đơn giản, vừa giúp giãn cơ thể, vừa làm tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Đầu tiên nằm trên giường, dùng chân thực hiện động tác đạp xe khoảng 1 phút. Sau đó đặt chân, dựa lên bức tường, cơ thể lúc này nằm giống như hình chữ L. Động tác tưởng như không vận động này lại giúp làm giảm chất béo nhờ sự tăng cơ. Kế tiếp là nằm ngửa lên giường, từ từ nhấc cả hai chân đang ép chặt lên, vuông góc với bề mặt giường, lần lượt hạ dần độ cao từ 90 độ, 45 độ và 30 độ, mỗi góc khoảng 30 giây. Hành động này giúp hình thành các cơ bắp đùi. Thứ hai, ngâm chân bằng nước ấm. Bàn chân có khoảng cách xa nhất đi từ trái tim của con người, vì vậy không phải dễ dàng để nó nhận được đủ oxy. Chưa nói đến thời tiết mùa đông rất lạnh, khiến các mạch máu bị kích thích, bị co lại, khiến lưu lượng máu bị cản trở, càng trở nên khó khăn. Bàn chân là khu vực tập trung các điểm châm cứu của cơ thể, nếu không được cung cấp đủ máu sẽ ảnh hưởng đến gan, thận và hoạt động bình thường của các bộ phận khác. Vì vậy, trước khi đi ngủ, ngâm chân bằng nước ấm rất tốt cho việc thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Đặc biệt, bạn có thể thêm các loại thảo mộc vào nước ngâm chân để tăng cường các tác động tích cực, giúp chân hấp thụ thêm nhiều dưỡng chất. Thứ ba, tẩy trang trước khi đi ngủ. Bạn có thể đã quá mệt với việc trang điểm rồi lại tẩy trang, nhưng nếu bạn muốn có một làn da khỏe mạnh và tự nhiên, bạn nên bắt đầu thói quen đó ngay từ bây giờ. Việc trang điểm hàng ngày sẽ gây bít lỗ chân lông và ngăn ngừa bã nhờn, một loại huyết thanh tự nhiên của da tiết ra để dưỡng ẩm và hoạt động bình thường. Hơn nữa, nó còn có thể gây ra mụn trứng cá, và nếu bạn không rửa sạch mặt cẩn thận trước khi đi ngủ, thì những bụi bẩn sẽ bám vào da mặt của bạn, phá hệ thống tế bào collagen, tạo ra những nếp nhăn ngoài ý muốn. Thứ tư, chải tóc trước khi đi ngủ. Chúng ta đều biết rằng trên đầu tập trung một số huyệt đạo quan trọng, thông qua quá trình chải tóc sẽ giúp kích thích các huyệt đạo này, nhờ đó đóng vai trò massage hiệu quả. Tuy nhiên, cũng phải biết cách chải đúng cách. Đầu tiên, bắt đầu từ trán, dùng tay chải từ trên xuống dưới, nếu dùng lực thì dùng lực vừa phải, lặp lại thao tác này nhiều lần. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu, tay, cổ, phần gốc tóc trên trán và đỉnh đầu. Cuối cùng tập trung để chà đầu. Làm liên tục như vậy khoảng 30 lần, cho đến khi bạn cảm thấy da đầu nóng lên. Thao tác này có tác động rõ ràng tới máu và vùng não bộ, giúp não bộ nhận được đủ oxy, cải thiện trí nhớ, bảo vệ chân tóc, hợp nhất nang tóc, loại bỏ mệt mỏi của não và các hiệu ứng tích cực khác. Thứ năm, đọc một cuốn sách để trau dồi bản thân. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn có thể đọc một cuốn sách để trau dồi và tự hoàn thiện bản thân mỗi tối trước khi đi ngủ. Nhưng hãy cẩn thận, nếu như bạn chọn đọc một cuốn tiểu thuyết gây nhiều tò mò, phấn khích như các câu chuyện viễn tưởng và bí ẩn, có lẽ sẽ làm bạn mất cả đêm để đọc nó. Thứ sáu, chăm sóc răng miệng. Đánh răng và dùng chỉ nha khoa hàng ngày sẽ tạo nên những tác động tích cực đến sức khỏe của bạn. Chỉ cần có níu khỏe mạnh là bạn có thể tránh khỏi nguy cơ mắc một số bệnh nghiêm trọng như bệnh về tim mạch và hô hấp. Hơn nữa, bạn sẽ có một hàm răng chắc khỏe về lâu dài nếu tập cho mình những thói quen tốt. Thứ bảy, uống nước ấm. Chỉ với một ly nước ấm trước khi đi ngủ nhưng lại giúp bạn đổ mồ hôi và khiến độ nhớt của máu tăng lên rất nhiều. Khi bạn uống một ly nước trước khi đi ngủ, làm loãng độ nhớt của máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột ngột, đau thắt ngực, huyết khối não rất tốt cho sức khỏe. Khi bạn uống, có thể bỏ trong nước ấm thêm một ít mật ong. Thưa quý vị, như vậy, việc nằm bên trái khi đi ngủ sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể như cải thiện hệ tiêu hóa, giảm ngáy khi ngủ, tốt cho xương khớp. Tuy nhiên, bạn cần thay đổi linh hoạt tư thế ngủ để tránh gây áp lực một bên cơ thể quý vị nhé. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.